dân mà đi lao động là cấy phát rồi này kia đó mà bị trúng nước rồi trúng nắng này kia đó thì về nhà thì nói chung là người này mượn người kia đó là cắt cái đó đặng cho người ta cái máu độc nó ra là nó khỏe. Dân đau ở đâu thì cắt lại ở đó. Đây là một cách trị bệnh dân gian được nhiều người tin tưởng và áp dụng. Tuy nhiên, phương pháp này không phải ai cũng thực hiện được. Thế nhưng có rất nhiều người, nhất là những bà con ở vùng nông thôn thì vẫn chưa ý thức hoặc là thiếu thông tin dẫn đến việc áp dụng sai cách, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là dẫn đến tử vong. Vì sao lại như vậy? Chương trình Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay sẽ cùng quý khán giả đi tìm câu trả lời. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại một điểm cắt lễ của một thầy lang tại tỉnh Đồng Tháp. Chỉ cần vài miếng sành sứ, dao lam và ống giác, thầy lang này bắt tay công việc chữa bệnh của mình. Người bệnh đau ở đâu, thầy lang dùng dao lam hay miếng sành cắt vào da và nặng cho máu xấu chảy ra. Máu chảy tới đâu, thầy lấy giấy vệ sinh thấm tới đó. Còn tại tỉnh Hậu Giang, để trị bệnh đau chân, thầy lang đã dùng dao lam châm liên tục vào chân của người bệnh để lấy máu độc. Máu chảy càng nhiều thì người bệnh sẽ mau khỏi. Và để tăng hiệu quả, thầy lang còn dùng chanh chà sát vào vết thương. Vì truyền thống đó về nhất cái rồi lấy lửa bào chăm chà chăm rướm rướm hơi hơi thôi à, chỉ có cái mũi chút xíu không ra máu nhiều, nhưng mà chỉ có chút xíu vậy mà nó đánh nó chỉ từ trong xương chỉ ra có gai xương sống là teo gai luôn hết luôn. Về cái hành nghề đâu, cái cổ truyền ông bà để lại đâu có trường dạy mà có giấy hành nghề. Điểm chung dễ nhận thấy, các thầy lang hành nghề cắt lễ đều không có giấy phép hành nghề, họ thực hiện công việc này chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân. Dù vậy, nhưng vẫn có hàng ngàn lượt bệnh nhân trong và ngoài tỉnh được các thầy lang này điều trị trong những năm qua. Trong đông y học, cắt lễ là một trong những phương pháp có tác dụng giảm đau nhức, mệt mỏi, căng thẳng. Nên từ lâu, phương pháp này được áp dụng rộng rãi trong dân gian. Dù vậy, theo các bác sĩ, nếu cắt lễ sai cách có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt, gây ra tình trạng mất máu nhiều hay tắc nghẽn mạch máu, thậm chí là tử vong. Như trường hợp này, khi thấy đứa bé than mệt và đau phần đùi, gia đình đã vội vã tìm đến thầy lang để cắt lễ. Nghĩ rằng cắt lễ như thế, máu dơ sẽ thoát ra và khỏi bệnh. Thế nhưng, bệnh không khỏi mà dẫn đến hoại tử chi. Và đây một trường hợp khác là một đứa bé 25 ngày tuổi ở Cần Thơ, cũng suýt mất mạng với 30 vết cắt lễ trên người. Nhìn hình ảnh của những bệnh nhi mang thương tật suốt đời, thậm chí suýt mất mạng do gia đình quá tin vào hiệu quả của cắt lễ đã khiến nhiều người lo lắng. Không lo sao được khi mà dao lam, miếng sành, sứ, bất cứ một thứ gì cũng có thể được sử dụng để hành nghề, không màng tới sự an nguy của bệnh nhân. Điều trị bằng cắt lễ thì cũng có hai mặt của nó. Hậu quả xấu sẽ đến nếu như chúng ta áp dụng sai. Và các bác sĩ đã nói gì về phương pháp này? Mời quý khán giả cùng tiếp tục tìm hiểu. Thì người ta dùng là miễn sành, miễn sứ hoặc dao lam hoặc cây kim gì đó mà không được sát trùng, tức là nó không được vô trùng, được luộc, được hấp gì trên là rồi cắt từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác, thì cái đây là rất là nguy hiểm, nhất là trong cái thời đại bây giờ ta thấy là lây truyền về HIV, viêm gan CVB, nó mấy bệnh về máu là nó rất là nhiều. Mặt khác, theo các bác sĩ, cách trị bệnh bằng phương pháp cắt lễ còn là nguyên nhân lây nhiễm các bệnh qua đường máu như viêm gan, HIVS. Bởi đa phần dụng cụ dùng để cắt lễ thường ít được các thầy lang thay mới và vệ sinh đúng cách. Rõ ràng phương pháp chữa bệnh này có thể dẫn đến một số biến chứng nguy hiểm và không phải ai cũng thích hợp với cách chữa bệnh này. Thế nhưng tại miền Tây, nhất là ở vùng nông thôn, bà con vẫn dùng phương pháp này để chữa bệnh. Chỉ qua lời truyền miệng là mặc nhiên làm theo, chẳng mang hậu quả về sau. Khi cắt nẻ xong là có máu chảy ra là máu đó, họ nói là lấy máu độc. Nhưng mà thật sự đó là máu tĩnh mạch thì máu lúc nào nó cũng màu đen hơn là máu động mạch. Máu động mạch thì nó đỏ, còn tĩnh mạch thì cắt ở phía sau này hoặc là ở phía vai rồi đó là máu tĩnh mạch màu đen. Mà màu đen thì thế người ta nói này là máu độc dữ lắm nha. Thì bệnh nhân người ta cũng sợ. Đây là cái yếu tố là mình cảnh ngừa đối với người dân, là mình phải coi lại cái phương pháp đó nó có tốt cho bệnh, do cái bệnh mình hay không. Thứ hai nữa là nó có vệ sinh vô trùng trong các trường hợp hay không. Việc chữa bệnh bằng phương pháp cắt lễ thường không mang lại tác dụng như mong muốn, mà nó còn để lại nhiều hậu quả khôn lường. Không những không trị được bệnh mà còn khiến cho bệnh trở nặng hơn hay là bị nhiễm trùng máu, thậm chí là dẫn đến tử vong. Trên thực tế, không phải phương pháp dân gian nào cũng sẽ mang lại hiệu quả chữa bệnh. Vì thế, khi nhận thấy có những triệu chứng khác lạ,
quý khán giả nên đến các phòng khám chuyên khoa hoặc là những bệnh viện để được chẩn đoán chính xác nhất. Nếu muốn sử dụng một phương pháp nào khác, cũng cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn. Và đến đây, chương trình Góc nhìn đa chiều cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.